Một thiếu nữ gốc Việt ở Mỹ đang theo đuổi một công việc mà không phải cô gái nào trạc tuổi cô cũng có thể làm được. Từ hơn một năm nay, mỗi tuần ít nhất 12 tiếng, Christine Flora tình nguyện tham gia hoạt động ứng phó các tình huống khẩn cấp y tế từ các cuộc gọi cấp cứu 911. Có khi cô được giao nhiệm vụ lái xe cấp cứu đưa bệnh nhân đến bệnh viện hay các cơ sở y tế. Nữ sinh viên đại học 19 tuổi cho biết cô theo đuổi công việc này đã hơn một năm nay tại đội cứu hộ Charlottesville, Albemarle, một đội cứu hộ tình nguyện đặt tại thành phố Charlottesville của bang Virginia. Chúng tôi cảm thấy rất mãn nguyện được giúp đỡ những người đau ốm trong cộng đồng của chúng tôi và tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời của họ khi họ thật sự cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi. Christine cho biết tinh thần phụng sự công chúng của cô một phần được truyền cảm hứng từ chính tấm gương của cha cô là Lập thể Flora, một thiếu tướng gốc Việt trong lục quân Hoa Kỳ được cộng đồng người Việt biết tới rộng rãi với tên Châu Lập thể. Christine nói cha mẹ cô hết sức ủng hộ công việc mà cô đang theo đuổi bởi vì họ hiểu được ý nghĩa của nó với sự trưởng thành về mặt cá nhân và nghề nghiệp của con gái. Với mục tiêu theo đuổi ngành y, cô cho biết cô muốn đem những kỹ năng học được từ công tác tình nguyện vào quân đội để khởi đầu sự nghiệp của mình, đi theo tiếng gọi của việc phụng sự công chúng giống như cha cô và những người họ hàng khác. Christine hiện là sinh viên năm thứ ba chương trình cử nhân tại Đại học Virginia ở Charlottesville, theo học chuyên ngành sinh học và tâm lý học cô dự định tốt nghiệp vào năm 2022.